Quý vị ơi, dị thường nè. Quý vị ơi, 6 năm rồi mà chưa thành chồng thành vợ. Ai à? Cha thì gật đầu, mẹ quay ngang rồi bảo. Mẹ bảo sao vậy anh? Cái thằng Tâm nó có tánh cọc cằn, sợ sau này con Hồng bị nó ăn hiếp, nên bà cứ dùng dằn chưa chịu cho hai đứa cùng. Dằn dùng dằn. Dùng dằn dùng dằn dùng dằn. Được rồi, hơi nó về rồi. Nghe vô. Cũng dùng dằn dùng dằn. Cho nó ra xíu. Sao mày mang tiếp á? Mẹ ơi, mẹ ơi. Ta phát sóng rồi, mẹ ơi, mẹ đâu rồi, mẹ ơi. Mẹ ơi. Làng xóm bàn tới rồi bàn. Anh buồn thì thi cái đẹp ha. Thi hiểu nữ. Cái vừa nhà anh hoa giờ ngồi thấy mẹ lắc đầu. Dạ ơi, mẹ kêu nữa đi. Dạ ơi. Cái nhà ơi. Ủa điện mẹo chưa vậy? Sao vậy? Bây giờ mình để đó được không? Đúng rồi, để đâu cũng được. Để. Ủa sáng mà thôi. Được á. Này chị mình trực tiếp à. Tất cả nhà nào vô phòng thu này là hơi điều về hết. Đúng không? Không chứ, đâu phải. Hãy mình để ngang được không? Để ngang á. Để ngang đi. Để ngang người khán giả là con tao tự niệm mắt người ta rồi tắt luôn rồi nói. Xây. Bấm lại. Xoay điện thoại đi các bạn. Lượng nó bấm cho cái. Không có được xoay đúng không? Không phải, xoay cái màn hình ta nhìn mệt lắm. À, nó sẽ bị ngược lại. Dạ, cái bình luận á, cái comment của người ta nó thuận, còn cái hình mình nó ngược. Vậy thì không có thấy hết mọi người. Không, không sao đâu. Chị thôi rồi, em thải thoại cũng được. Dạ. Dạ, bút đem cho đây, chị đang đi để cho tụi em nhìn mặt nó như thế. Thôi, chị ngồi đi, anh thải thoại cũng được, tại điện thoại anh mà. Sắp rồi, sắp rồi. Ủa mẹ ở ngoài đâu? Một phút nữa. Gom lại đi cái này máy hả? Anh chị là sáng chị nè. Nó hơi bị giãn quá. Sáng chị. Chồng lại cho nó thân thương. Vô. Cái nhà ơi. Cái nhà ơi. Thấy chưa, thấy được chưa? Có vẻ như thấy thôi đúng không? Tao lượm nó rồi. Thấy không? Không thấy, thấy. Thấy rồi, thấy. Nè lượm ra tới Hải thu em chị nè, mẹ ngồi nó là dữ rồi. Kính thưa quý vị. Mẹ lát là MC đó chị. Giống thiệt quá ta. Lát là MC luôn, nó dành luôn chị luôn. Thôi để cho vui vậy thôi chứ hỏi không liên quan gì Nhật Bản vậy. Cái thu hỏi mặt cái ghê lắm á. Chị nó nghe nè, con hỏi là chuẩn bị cho em trước đi để em. Không có đâu, không bao giờ. Bị ứng á. Chị sao vậy? Ủa anh làm đang làm trực tiếp mà. Không? Cẩn thận lắm được. Em hồi hộp đi. Chị lại thôi, nó này một nó đi chưa tới chị 5 phút. Vô đó. Ngọc Thu xin được gửi lời chào đến các thính giả của chương trình Cung điện Phương Nam và chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh AM 610 kHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ở khung giờ quen thuộc 8 giờ cho đến 9 giờ sáng chủ nhật. Và quý vị thân mến, nếu như quý vị bỏ lỡ khung giờ này thì chiều nay vào lúc 15 giờ đến 16 giờ thì chương trình cũng sẽ được phát lại trên kênh FM ở tần số 99.9 MHz. Ngọc Thu sẽ nhắc hai số điện thoại để quý vị có thể gọi đến và chúng ta tham gia giao lưu trực tiếp cùng với Cung điện Phương Nam. Đó là số 028-3822-3285 và 028-3910-5934. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Ben Media Việt Nam đã tài trợ cho chương trình này. Chúc cho tất cả mọi người sẽ có một buổi sáng chủ nhật thật là vui vẻ, thật là thoải mái.
và đặc biệt là sẽ có những phút giây thực sự thư giãn và sẽ có gì tới hiện giọng ca của mình cùng với cung điệu Phương Nam. Hôm nay thì khách mời của chương trình là ai? Hôm nay thì khách mời của chương trình đến cả một nhóm gồm có những nghệ sĩ trẻ của nhà cái lương Trần Vũ Trang, và các bạn cũng vừa trở về từ một cuộc thi Lan Hàng Mở Hội với danh hiệu Á Quân. Và cậu Thu sẽ nhắc một cái tên, nếu như quý vị có theo dõi chương trình này thì sẽ biết được đây là ai. Đó là nhóm Ngẫu Nhiên với các nghệ sĩ rất là quen thuộc phải không ạ? Nguyễn Văn Mẹo, Kim Luận, Hoàng Hải, Diễm Kiều và các bạn đang sinh hoạt, đang hoạt động tại những cái lương trường vũ trang. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với khách mời của cung điệu Phương Nam sáng hôm nay. Xin chào tất cả các bạn. Ai trước đây? Gồm là gồm chung đi là bốn người ngẫu nhiên của Làng Hai Mới Hội năm 2017, với các thành viên Hoàng Hải, dạ Kim Luận, dạ Diễm Kiều. Xin chào tất cả mọi người. Thật ra thì đối với Mẹo với lại Luận thì đã từng đến với cung điệu Phương Nam, cho nên là cái cảm giác bỡ ngỡ nó không còn đúng không? Đúng luôn. Hết rồi. Còn chút xíu à. Nhưng mà đối với bạn Diễm Kiều với Hoàng Hải thì đây là lần đầu tiên. Thế là sẽ hỏi Diễm Kiều trước. Lần đầu tiên đến với cung điệu Phương Nam, Kiều thấy như thế nào? Dạ em cảm giác rất là vui, bởi vì mình có được một cái cơ hội để giao lưu với tất cả quý khán giả. Hôm nay thì cũng sẽ có nhiều câu chuyện lắm và khán giả cũng sẽ đặt nhiều câu hỏi cho các bạn, cho nên là hãy chuẩn bị tinh thần. Còn Hoàng Hải thì hãy thấy như thế nào? Nói chung thì cái cảm giác được lần đầu tiên được đến tham gia với chương trình cung điệu Phương Nam và được gặp chị Ngọc Thu cũng như là tất cả mọi người ở đây thì cảm thấy rất là vui, và quan trọng là được giao lưu với khán giả sau một tuần, chắc gần một tuần kết thúc cuộc thi Làng Hài, thì nhóm được có một dịp gặp lại khán giả và để trò chuyện cùng khán giả, đó là một dịp thật là quý luôn á. Tại giải cái lương trường vũ trang thì quý vị sẽ thấy các diễn viên này thăng hoa và bay bổng với rất nhiều những vai diễn khác nhau, nhưng mà với Làng Hài Mở Hội vừa rồi thì các bạn lại chứng minh thêm một khả năng nữa, đó là nghệ sĩ cải lương cũng diễn hài rất là hay, đúng không? Trước khi quay trở lại giao lưu với các bạn của nhóm Ngẫu Nhiên thì Ngọc Thu cũng xin giới thiệu hôm nay phòng thu của mình cũng có hai nhạc sĩ, nhạc sĩ Minh Tuấn và nhạc sĩ Thương Hiếu, hôm nay sẽ đệm đàn để cho quý vị thể hiện giọng ca của mình. Bây giờ sẽ là phần chào chương trình của hai nhạc sĩ. Và đến có cơ hội được chị Tố Thiên Kiều giới thiệu đến chị tác giả Tố Thiên Kiều á, giới thiệu đến là bà Ba Bèo, là trước là bà Ba Bèo cái bộ sắc đó ha, cái chị giới thiệu cho đến công ty Z, cái mình cũng được công ty Z chấp thuận, cũng được không đó, làm được không đó, dạ chắc được, nhưng mà giờ mình em thì em làm không biết là em làm được không, nhưng mà mình kéo thêm bốn bạn vô nữa thì chắc có thể được, thì vào rồi cái tự nhiên cái em mới đầu chơi thấy cũng thôi tính nghỉ, mới cho tập 1 có thấy như không đủ không vô rồi đó, thấy ngã ngựa rồi đó, cái tự nhiên cái thôi nghỉ đi tự nhiên cái nghỉ thì nghỉ không được, nghỉ đền tiền ta sao, cái bắt đầu cái
kéo nhau vô. Bốn đứa bạn tính kỹ lại thôi chơi đi. Nếu mà chơi phải chơi đến đích nha. Chơi cố gắng tới cùng nha. Ờ rồi đấy, cố gắng thì cố gắng. Bắt đầu chơi thấy từ từ thấy cũng vui, cũng được. Cũng vô đúng không? Dạ, cũng thấy vô. Cũng được, dạ. À, thì tại vì á, mọi người nghĩ rằng đối với nghệ sĩ cải lương thì tại thường cải lương tiết tấu thì nó hơi buồn ha. Yeah. Thì khi mình diễn nó cũng nói chung là nó không có như hài, tại hài là quan bắt liên tục. Yeah. Thì cho nên là nghĩ là tham gia một cuộc thi hài cũng là rất là khó khăn đối với các bạn diễn viên cải lương. Nhưng mà khi mà đã xem các bạn thi rồi thì tôi cảm nhận các bạn giỏi quá. Không tưởng tượng là các bạn giỏi quá. Nhất là cái người mà tôi không tưởng tượng nhiều nhất là Bạn Luận. Tại vì đó giờ là biết Luận mà biết bạn ấy rất là dịu dàng, rất là diễn vai diễn cũng vậy, chẳng bao giờ thấy diễn hài, mà khi nói chuyện cũng chẳng bao giờ thấy hài. Mà đi thi hài là sao? Hải dụ em á chị, Hoàng Hải dụ em á. Trời ơi, tao thấy mày được mà mày làm đi, làm hài đi. Hỏi được không? Diễn viên nói chung là cái nét mặt của em á, diễn như không diễn. Em giữ nguyên hiện trường vậy đó là nó ra hài à, mà em cũng không biết có ra chưa nữa. Nhưng mà khi mà em đi qua hết một cái hành trình như vậy rồi thì bản thân của em thì em thấy là mình khám phá ra được cái khả năng của mình như thế nào luôn á. Dạ, em thấy nói thật sự thì đam mê thì mê Luận cũng thích, rất là thích mê hài lắm, nhưng mà mình không biết mình có làm được không. Tự nhiên cái có Hoàng Hải rồi Diễm Kiều, Nguyễn Dương Mẹo rồi cũng rủ tham gia thì Kim Luận cũng an tâm ha. Dạ. Có bạn mình chơi mà thật sự là bạn cùng lớp nữa. Mình bộc phát những cái khùng lớp đó chị. Đó học nhiều được mình. Dạ đúng rồi, mình áp dụng vô. Trời vui lắm chị ơi, tự nhiên chơi xong rồi giờ không lẽ giờ ai rủ mình đi diễn hài chắc mình đi nữa. Rồi tiếp theo thì trong vòng thu bây giờ đã có sự xuất hiện của anh Nguyễn Văn Mẹo. Dạ chào quý vị khán giả đang nghe đài Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình Cung điện Phương Nam. Chào Mẹo, rồi chúng ta lại gặp nhau cũng sau hơn một tháng quay trở lại khi mà các bạn vừa trở về từ đoàn hài mở hội. Bây giờ thì quay qua hỏi Diễm Kiều ha, trước khi hỏi Mẹo. Tại sao? Diễm Kiều Mẹo hỏi cho nhiều. Đúng rồi, biết không? Tại vì á, bé Kiều là em bước qua trong nhóm và cũng ít khi thấy Kiều gọi là nói chuyện trước cả đám đông, cho nên là chắc là sẽ hơi run một chút. Thì trong thời gian vừa qua thì đối với em, với Kiều thì em đã thấy mình trưởng thành hơn như thế nào với một khoảng thời gian cũng khá là dài mình đi hát. Dạ thì là đầu tiên thì cho phép em xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả gần xa. Chúc tất cả quý vị khán giả có một buổi sáng cũng như thật là hạnh phúc. Thì Diễm Kiều bước vào nghề hồi năm 2009 cho tới bây giờ cũng vẫn theo đuổi nghiệp cải lương. Một cái bước ngoặt mà mới nhất của Diễm Kiều trong thời gian này đó là được tham gia đoàn hài mở hội. Mặc dù nó không có giống như là cải lương của mình. Lúc đầu thì em cảm giác là em không có tự tin để thi, nhưng mà Hải nói là trời ơi thi đi mày ơi, em dùng tụi mày làm lý do tại vì tụi em quá thân rồi với nhau. Dạ nên là nói là thi đi mày ơi, trời nó vui lắm, với lại hả đâu phải mà bốn anh em của mình học trong một lớp mà có điều kiện để đi ra một cái cuộc thi mà có thể chung thi chung với nhau vậy rất là khó. Cái em nói trời ơi thi lỡ nhưng mà nói chuyện ra tao không cự rồi nó thành vô duyên lắm, thôi không thi đâu. Cười thì nó bị chịu bướng rồi, đương nhiên đâu phải cơ hội đến cho mình thi đâu, nên là thôi cứ thi. Thì cái em nói là thôi thi thì thi, nhưng mà có gì thì anh, tại vì bản thân Hải là đã có tố chất hài trong người rồi, nên là nói vậy thôi có gì anh rồi ví dụ mấy anh chị nào đó có nghề chút xíu rồi duyên dáng á có gì chỉ thêm cho em, chứ là để em mà đi ra em thi ở hài em không có tự tin, tại lý do mình đứng trên sân khấu mình diễn mình hát quen rồi. Bây giờ hát thì dễ, đúng rồi, nhưng mà để làm cho người ta cười rất là khó, nên là em cảm giác là không có tự tin cho lắm. Nhưng mà khi mà trải qua 13 tập phát sóng của đoàn hài mở hội á, cái em cảm giác là có thể là mình chưa có được xuất sắc, nhưng mà mình cảm giác một điều là mình đã lớn hơn và giờ mình cảm giác là mình tự tin hơn đứng trước một cái sân khấu lớn. Giờ có nghĩa là giờ bỏ mình ra sân khấu mình có thể
diễn hài luôn, diễn hài được. Có nghĩa là không có được như là mấy anh chị mà diễn duyên dáng thiệt, nhưng mà mình cảm giác là mình đợi tin. Có thể là thôi kệ đi, ra nói đi, cứ nói đại, thích nói gì nói, miễn là mình không nói nó vậy thôi, nhưng mà nói đi. Rồi ví dụ như khán giả có cười cười không cười thôi, nhưng mà mình cứ tự tin mình nói. Nên là bây giờ nếu mà có điều kiện một các game show của đài nào tổ chức, rồi có điều kiện một có mời thì em vẫn muốn để thi để thử sức mình. Bây giờ có ai mà quăng ra là chụp được rồi đúng không? Bây giờ hết sợ rồi. Rồi tiếp theo quay trở lại với mẹo ha, vừa làm hóa giải được. Được nói với mẹo à. Hồi nãy là người đầu tiên mà Thu Phong tưởng tượng là có thể thi hài, đó là Luận, và người thứ hai đó là mẹo. Bởi vì thì bình thường là chẳng bao giờ thấy mẹo cười nữa. Bình thường ở ngoài nghiêm lắm, nghiêm nghị lắm, không gì sao đó. Mà sao đi thi hài được. Rồi trải qua 15 chương trình thi thì bây giờ mẹo cảm thấy cái khả năng hài của mình nó như thế nào? Có thể tự tin là nếu như sau này mình có một cái tuần cải lương mà đảm nhận một bài hài nguyên một tuần, có dám nhận không? Giống chị nói cái mặt nghiêm đó. Hồi nãy nó nói là bây giờ đi thi á, là giờ bốn người đó, cứ mỗi người tính cách sao là bê lên y chang hết trơn. Ví dụ bây giờ anh cái mặt anh làm đi anh lên cứ cái mặt làm đi cho em, không cần nói nhiều, cái mặt cứ làm đi vậy đó. Còn thằng Hải á, ví dụ có thể là nó quạt bát trên sân khấu, có thể là Hoàng Hải tại vì đây điều kiện cái cơ hội để tụi em chặt chém với nhau mà. Thi là hài bữa giờ ức quá không nói được gì hết, bây giờ phải nói thôi. Nhưng mà chị thấy, theo chị cảm nhận, nếu mà khán giả thì chính vì Hải nó có một cái định hướng cho từng người, một tính cách, mà chính vì vậy nên nó ra. Dạ đúng rồi, nó vô từng vai từng cảnh, cho nên là khi mà tụi em ra diễn thì là mọi người không phải cố, cái dễ nhìn là không phải là tụi em đang cố diễn hay mà giống như là như những cái vị ban giám khảo là từng chấm tụi em qua các trường thi, thì mấy cô mấy chú đều nói là tụi con diễn rất là thật, cho nên là khán giả tin, tuy là tụi con làm những điều nó vô lý nhưng mà làm cho khán giả lại tin điều đó là có lý. Bây giờ chị nói là nếu mà có điều kiện mà giao cho tụi em cho em làm và diễn hài thì chắc chắn là em sẽ nhận. Có thể là giống như là thời gian đầu mình chưa có làm được đến khoảng đâu, ví dụ như 20%, từ từ mình sẽ tăng lên theo cái quá trình để mình diễn, rồi để mình có thể đo được cái giống như là cái cảm nhận của khán giả, từ đó mình có thể chỉnh sửa thêm. Đấy, cái gì cũng cần phải có thời gian. Đúng, và phải nói rằng với sân khấu cải lương thì một nghệ sĩ mà khi mà bạn có thể đa dạng tính cách thì nó sẽ cho bạn có thêm nhiều cái cơ hội hơn để làm nghề, đúng không? Đúng. Dạ. Rồi bây giờ một lần nữa thì Ngọc Thu chúc mừng các bạn với danh hiệu Á quân nha. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với nghề của mình, đó là sân khấu cải lương. Bây giờ thì Ngọc Thu rất muốn biết là đối với từng bạn thì các bạn có những cái định hướng riêng thế nào cho mình để mình có thể phát triển sự nghiệp của mình trong tương lai. Bởi vì dù mình có đi đâu chăng nữa, làm gì thì cuối cùng cái nôi của mình vẫn là cải lương. Chắc có lẽ là mời bạn Luận đi ha. Vừa trở về từ cuộc thi Tài Năng Trẻ. Dạ. Như thế nào, chia sẻ chút xíu. Dạ, cuộc thi Tài Năng Trẻ Kim Luận đã tham gia thì Kim Luận học hỏi rất là nhiều. Mình mới nhận được cái giải thưởng huy chương bạc. Chúc mừng. Kim Luận cũng rất là vui và hạnh phúc khi mình có giải thưởng. Có một chút xíu gì đó mình đã cố gắng rồi thì đạt được cái huy chương bạc thì Kim Luận cũng rất là hạnh phúc và cái này là lửa lớn luôn đó, huy chương bạc này là lửa lớn luôn đó. Có một cái huy chương rồi thì trọng trách trên vai mình sẽ nặng hơn, phải không? Kim Luận cũng không quên cảm ơn thầy cô đã chỉ dạy cho Kim Luận trong suốt kỳ thi. Trong suốt kỳ thi vừa qua. Dạ. Mà năm nay thì có rất là nhiều cái sinh thi ha. Dạ. Cho nên là cái việc mà mình gọi là một chút xíu cạnh tranh với nhau cũng có. Cho nên là huy chương bạc thì đã một sự cố gắng rất là lớn với Luận rồi. Dạ. Chúc mừng em. Cảm ơn. Dạ. Còn đối với Hoàng Hải thì rõ ràng là thấy là từ ngày Hải mà còn học trong trường thì cảm nhận bạn đã có cái tố chất hài rồi. Nhưng mà cái giọng ca cũng rất là mượt, đúng không? Thì suốt cái hành trình vừa qua em đã phấn đấu với nghề như thế là thế nào, và tiếp theo nữa trong giai đoạn tiếp em định hướng cho mình cái hướng đi như thế nào? Thì sẵn đây cũng chia sẻ thật lòng luôn là hồi lúc học trong trường cho tới ra trường luôn á thì tướng mình nhỏ xíu à,
cái mình làm gì mình cũng thua anh chị hết trơn á, nhưng mà cần cù bù thông minh rồi cái bù tướng tá, nói chung là tập trung cố gắng luyện tập trau dồi thêm, học hỏi nhiều hơn để phát triển cho mình nó cao hơn chút xíu, để ta nhìn mình lùn quá, nhưng mà thật sự đến giờ này cũng chưa có cao được, nhưng mà được cái là như không có cho mình ngồi yên hay sao á, lúc nào cũng muốn phải chạy đi, lúc nào cũng phải học hỏi, lúc nào cũng nhìn cái anh chị làm này làm kia để mình tiếp thu vô cho mình, học ít học nhiều gì cũng vậy, và đến khi cần thì mình được có cơ hội để mình trải nghiệm những cái gì mà mình đã đi qua đó, những gì mình học được đó, thì nó như vậy đó. Qua chương trình thì nhiều cái lắm, nhiều cái mà em muốn làm lắm, nhưng mà em còn cần phải tiếp thu thêm để gọi là gì chị? Hoàn thiện với học, hoàn thiện với thân của mình. Nhưng mà thực sự thì nhìn em Hải, nhìn Hoàng Hải sân khấu thì nhìn không nhỏ, nhìn cũng đẹp và sáng sân khấu. Hồi nãy em vừa mới vô thì anh Nam Hiệp á. Dạ, anh Nam Hiệp, anh quốc cho em câu là anh trời ơi, sao nhìn trên TV chà bá lửa gì, sao ngoài đây có tí em. Cái cảm xúc thật của anh Nam Hiệp thôi. Bởi vì thì cái đó được gọi là nổ thương đó. Dù anh là bạn nhỏ nhưng mà khi lên TV, lên sân khấu bằng đẹp là được rồi, đúng không? Dạ, cảm ơn. Cố gắng hơn nữa để mình hoàn thiện nghề và mình tìm cho mình những cái cơ hội. Thực ra các bạn còn rất là trẻ cho nên là không thể nào để cho người khác tự mang cơ hội đến, mà phải đi tìm cái cơ hội để mình làm nghề. Thì nói chung thì chị Ngọc Thu cũng đã theo dõi theo dõi em từ hồi trong lớp, thì sự cố gắng của em như thế nào chị Thu cũng biết rồi, trải qua bằng khẳng định bằng những cái giải thưởng thi nữa, những cái giải thưởng em đã nhận được, và không phải nhận là hết, và nhận là sẽ cố gắng, nhưng mà đó là trách nhiệm. Đúng. Rồi còn với Kiều thì Kiều cũng chinh chiến cũng khá là nhiều cuộc thi, nhưng mà có vẻ giống như là không có may mắn lắm với giải thưởng, đúng không? Dạ. Nhưng mà thấy rõ ràng là em qua từ năm thì đã có một sự phát triển và cái sự trưởng thành rất nhiều trong giọng ca cũng như là cái cách diễn xuất của mình. Thì thời gian vừa qua thì em thấy là với em thấy mình những cái vai diễn mà đã diễn và những cái nơi mà em đã đi và những chương trình, những cuộc thi đã tham gia thì đã mang đến cho em thêm những cái kinh nghiệm gì để mình làm bàn đạp cho tương lai của mình? Dạ, thì qua tất cả các cuộc thi có thể nói là em kém may mắn. Nhiều khi mình suy nghĩ sau mình thi cái gì mình cũng không có được đạt theo kết quả mình mong muốn, nhưng mà mỗi một lần buồn vậy á, em tự bản thân em là cảm giác là thôi mình cứ động viên khích lệ mình thôi, hy vọng một ngày đó là tổ nghiệp sẽ thương mình, tại vì em nghĩ là nếu mà có công và sắc thì có ngày sẽ lên kim, hy vọng là em sẽ cố gắng để có thể em sẽ đạt được cái những cái gì mà em mơ ước, giống như trong tất cả các cuộc thi sắp tới, dù em có không có đạt giải nữa thì em vẫn cố gắng để thi. Diễn cho khán giả xem là đó là cái niềm vui, điều lớn nhất. Còn mẹ thì rất là quen thuộc với các khán giả ha, cái tên cũng dễ thương nữa, cũng dễ nhớ rồi đúng không? Thực ra thì Thu đã thấy mẹ diễn một cái bài đó, vậy Thu quên mất tên bài ở trong Đời Như Ý đó, anh bán thịt. Anh tám thịt heo đúng rồi. Thì đó là cũng là một cái tính cách mới của mẹo dễ thương. Thì cho Thu hỏi là từ sau cái vai diễn đó thì mẹo có nhận thêm những cái vai diễn nào nữa mà cũng có cái tính cách như vậy, hoặc là hơn như vậy, dữ dội hơn chứ không phải là hiền và đẹp như bình thường vẫn hay thấy mẹo diễn? Có. Thì từ khi được phân công về đoàn Thắp Sáng Niềm Tin lần 3 của nhóm hai Trần Vũ Trang, thì bên cạnh của đoàn thì có những anh chị lâu năm trong nghề đã từng tham kết chánh đạo chánh như anh Lê Tứ rồi Võ Minh Lâm. Thì từ xưa giờ thì bên cạnh đó thì ngoài mình có thể giống là nhận được những cái vai có giống cái dạng như là kết chánh đạo chánh thì học hỏi thêm những anh chị đó, nhưng mà đều lại thích giống như là khi nhận được cái vai giống như anh Tám thịt heo trong cái vở Đời Như Ý thì nó phá thêm ra một cái nét mới ở trong cái con người của mình. Rồi từ đó rồi cũng giống như vừa rồi trong cái cuộc thi đã đăng kể vừa rồi mà cũng được ban giám đốc tư vấn cho một cái vai diễn mới là hoàn toàn mới so với con người, giống là một nhân vật hai mặt lập tính cách liên tục, và điều đó lại làm cho nên cũng rất là thích trong cái vai diễn đó. Tuy cái một cuộc thi thì nó đều có một cái kết quả không phải lúc nào cũng như mình mong muốn, nhưng mà nó là một cái sân chơi để mình cọ sát, mình học hỏi được thêm nhiều cái hướng đi mới cho sau này cái nghề của mình.
đúng rồi. Và các bạn cũng còn rất trẻ mà Thu mong các bạn lúc nào cũng giữ niềm tin với nghề, có nhiều cơ hội làm nghề, và đặc biệt là khán giả sẽ luôn thương các nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ trẻ. Bởi vì bây giờ sân khấu cũng có rất là nhiều khó khăn, cho các bạn thêm niềm tin để các bạn làm nghề ha. Và bây giờ thì Thu sẽ dành lại thời gian này cho các khán giả của Cung Điệu Phương Nam. Tôi biết chắc là sáng hôm nay cũng có sẽ có rất là nhiều người muốn được giao lưu cùng với các nghệ sĩ của Trần Hữu Trang, mà nhất là với cái tên Ngẫu Nhiên ở đàn hài mở hội. Rồi bây giờ thì Ngọc Thu cùng với các nghệ sĩ xin được chào thính giả của Cung Điệu Phương Nam. Alo, chào vị thính giả đầu tiên ạ. Rồi, chào em. Các anh chị chào đi. Dạ. Ca Ngẫu Nhiên chào em. Cảm ơn em. Rồi bây giờ em thích gì ha? Nói chung là bạn ấy nếu không biết mà tôi nghe ở đây nó cười là tôi hiểu rồi, tôi nhớ. Fan cùng với nhóm. Rồi. Mà bây giờ chị Nguyễn Ngọc Thu sẽ nhường lại cho Hình Dương giao lưu cùng với những Ngẫu Nhiên nha. Rồi, mời các bạn. Hỏi dễ dễ nghe em. Rồi câu 2 là câu gì em? Em nói luôn đi. Rồi bây giờ mời nhóm ha. Bây giờ để cho Quần Hải trả lời câu hỏi đầu tiên đi. Câu hỏi thứ hai đi, trả lời. Sao mẹ không trả lời mẹ? Em trả lời câu hỏi đầu tiên đi Hải. Đúng rồi. Câu hỏi thứ hai là anh trả lời. Ừ, câu trả lời đầu tiên. Là hỏi là các anh chị đã đạt giải AV rồi thì có dự định là sẽ lấn sân sang lĩnh vực này không, hoặc là có ra một cái MV hài nào đó để đưa lên YouTube hay không? Rồi. Dạ, cái gì cũng vậy, phải có cung thì mới có cầu. Ví dụ quý vị mà cảm thấy yêu mến Ngẫu Nhiên à, sau khi được cái giải Á Quân, quý vị cảm thấy là Ngẫu Nhiên có duyên với hài thì Ngẫu Nhiên sẽ cố gắng để làm nhiều sản phẩm hơn, và bên cạnh đó mình sẽ vừa cải lương nè, để cho quý vị khán giả nghe được đã tai nè, rồi ru hồn rồi đó ha. Thì bên cạnh đó thì mình sẽ đưa vào những cái mảng miếng hài nhẹ nhẹ đó, cũng đúng chất của cải lương mình hơn so với cuộc thi. Tại vì mình đi đánh bên sân hài thì mình phải làm qua bên hài, mình phải cố gắng mình làm cho đồng đều với nhau, còn đi về cải lương chính